Hello, xin chào anh em. Video này mình sẽ tiến hành đập hộp cái bộ sạc DC của hãng Season Synergy. Thì ở đây mình đang có một cái bộ sạc DC mới, công suất là 12.5kg ha, EVDC Charging Module. Đó. Thì bên hông cái bộ này thì thông số ở đây 12.5kg, 5m cable CCS2 DC Charging Module ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui bộ này. Rồi, thì ở phần trên á là một cái thùng chứa có thể là phụ kiện ha. Thì một tí nữa mình sẽ mở ra mình review sau, mình để qua đây một chút. Phía dưới nữa là cái dây sạc của cái bộ sạc DC này. Vậy nên là nãy thông số là 5m á. 5m cable CCS2 đó, chắc là 5 cháu ha. Rồi thông số là 80A, 1000V DC và IP 54. Rồi bên dưới á, là cái bộ sạc DC của mình nè. Đó, một cái khối module như thế này. Đó. Thì hãng Synergy thì họ thiết kế cái bộ sạc DC nó cũng là một cái khối xếp chồng giống như là một cái bộ battery luôn. Đó. Và màu trắng rất là đẹp như thế này ha. Thì ở phía dưới này nó có cái lẫy, cái dắt ha, để mình gá, mình kết hợp với battery. Đó. Và nhìn nó màu trắng như vậy thì phân biệt với battery bằng cách là battery thì ở phía trước là nó màu trắng tinh luôn, không có kỳ hiệu gì cả. Còn đối với bộ sạc DC thì nó có hình chiếc lá như thế này và có hai cái biểu tượng ký hiệu là xếp chồng lên nhau. Đó, để mình phân biệt là cái bộ sạc DC. Và ở phía bên hông của cái bộ sạc này nó cũng có cái dây sạc ha. Đó, nó cũng sẽ có cái dây cả dây sạc DC để mình nhìn mình phân biệt được với cái bộ battery ha. Tiếp tục là cái bộ phụ kiện hồi nãy mình khui ra mình chưa có review. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Thì trong này bao gồm là các cái thứ nhất là chúng ta có cái packing list ha. Bao gồm là thiết bị sạc, bộ sạc của mình nè và các phụ kiện đi kèm. Rồi mọi người có thể là mở cái file này check xem có đủ phụ kiện thiết bị hay không. Rồi trong này thì có thể là những cái phụ kiện đi kèm thôi. Và để mình sẽ mở ra. Rồi ok, mình đã nói đúng ha. Đây là cover hai bên của cái bộ sạc DC này. Đó, cover kèm theo đó là bộ gá ha, bộ gá của dây, các cái ốc vít đi kèm bộ gá này. Rồi sẵn đây bên đây mình cũng khui cái bên này luôn. Thì bên này nó có cái khay ha, để mình để cái chụp sạc vào đó. Đó. Kèm theo đó là những cái phụ kiện và cái thẻ để mình ắt tiếp cái bộ sạc DC này ha. Đây, hồi nãy nó có một cái cover bên trái, bên này có cover phải nè. Rồi ok, đây là cover bên phải của cái bộ sạc DC ha. Rồi ok, vậy là mình đã tiến hành đập hộp bộ sạc DC của Season, công suất là 12.5kg. Hẹn gặp anh em ở một cái video bên mình lắp đặt thực tế và test ha.